Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái chuông cửa không dây, một cái chuông cực kỳ hữu ích luôn nhé. Một cái bộ chuông thì nó sẽ gồm có một cái chuông và các cái mắt cảm biến này các bạn này. Một bộ chuông này chúng ta có thể là kết nối nhiều cái mắt cảm biến này các bạn nhé. Không riêng gì một mắt mà chúng ta có thể kết nối nhiều cái mắt khác nhau. Thì cái bộ chuông còn ở đây có một cái đèn led này, một cái loa này. Ở đằng sau này thì cũng có thêm một cái loa nữa các bạn nhé. Cái loa này là cái loa báo động, cái âm thanh của nó cực kỳ lớn luôn. Và cái bộ chuông này thì nó sẽ sử dụng cái 3 viên pin. 3 viên pin này, đấy. 3 viên pin tiểu luôn. Nếu như các bạn không dùng pin thì chúng ta cũng có thể sử dụng nguồn 5V từ cái sạc của máy tính hoặc là sạc điện thoại để chúng ta cắm vào cái cổng này. Đó. Bên hông của nó thì gồm có một nút nguồn và một cái nút chuyển chế độ này. Bên này thì nó sẽ gồm có một cái nút là chúng ta có thể là chuyển các cái giai điệu âm nhạc và điều chỉnh to nhỏ volume này. Đó. Còn cái mắt cảm biến như này thì trên mắt cảm biến thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái nút bật tắt nguồn này. Và đây là cái nút nguồn là chúng ta có thể sử dụng cái điện áp 5V từ sạc điện thoại, hoặc các bạn có thể là sử dụng 3 viên pin đũa nhé các bạn nhé. Đấy. Và với cái bộ chuông này thì nó sẽ kết nối giữa cái bộ chuông với cái mắt cảm biến thông qua là không dây và qua cái sóng là 433, nên là cái khoảng cách truyền tương đối xa, nó khoảng 2 đến 300 mét các bạn nhé. Chuông này thì nó sẽ cho chúng ta một cái đế đây. Đấy, cái đế này thì chúng ta cài nó vào đây và chúng ta có thể để bất cứ đâu. Ví dụ tôi để trong phòng ngủ của chúng ta chẳng hạn. Còn cái mắt chuông này thì chúng ta sẽ lắp đặt ở ngoài cửa bằng cái kẹp như này. Đây. Đấy. Cái kẹp này thì chúng ta sẽ bắt vào tường và chúng ta có thể là điều khiển trúc lên trúc xuống để nó dọi vào cái cửa của chúng ta, và khi mà nó phát hiện chuyển động thì lập tức nó sẽ báo về cái chuông này. Thì để sử dụng cái chuông này thì chúng ta cần làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ phải tắt nguồn cái chuông này đi. Đây, bình thường này, cái nút này là cái nút nguồn và nhấn một lần thì bật và nhấn một lần nữa thì nó tắt. Thì các bạn lưu ý này, đây này. Đấy, nếu mà nó như thế này thì là nó bật lên này. Đây, như thế này nó mới tắt này. Đấy, tinh tích, có nghĩa là lúc đấy là nó mới tắt nhá. Đấy. Rồi sau khi mà chúng ta tắt đi rồi thì chúng ta nhấn cái nút volume này trong khoảng 3 giây để chuông nó học lệnh, có nghĩa là nó sẽ kết nối với cái mắt này. Bây giờ mình sẽ nhấn trong 3 giây. Đấy, các bạn nhấn trong 3 giây thì cái đèn nó sẽ sáng. Và bây giờ chúng ta chỉ cần việc là bật cái mắt cảm biến của chúng ta. Mắt nào cũng thế thôi, chúng ta nhấn đèn nó sáng như vậy thì lập tức chúng ta bật cái mắt cảm biến lên thì nó nhận này. Đó, xong rồi. Đấy, mắt cảm biến và cái này nó đã tắt đèn là chuông đã được học lệnh. Sau đó khi mà học lệnh xong rồi thì chúng ta sẽ bật nguồn lên. Hello, welcome. Đấy, bật nguồn lên rồi nhá. Bây giờ khi mà có chuyển động này. Đấy, các bạn thấy chưa? Có chuyển động nhá. Khi mà có chuyển động thì cái mắt này nó sẽ sáng, cái đèn này nó sáng này, nó báo hiệu là có chuyển động này. Đấy, thì chuông kêu này. Đó, rất chi là hay đấy. Thì cái chuông này nó có tổng cộng là 5 cái chế độ khác nhau nhá. Đây là cái chế độ thứ nhất này. Chế độ thứ nhất là cái chế độ là báo khách và chào khách luôn này. Đấy, khi có chuyển động này. Đấy, nó báo khách này, sau đó nó chào khách này. Và chúng ta cũng có thể là chọn các cái câu chào khác nhau bằng cái nút này. Đây là cái nút âm nhạc này. Đây. Đấy, tiếng Hàn này. Đấy, một số tiếng này. Đấy, tiếng Trung này. Đây, tiếng Anh này. Đó. Và chúng ta cũng có thể là tăng giảm âm lượng bằng cái nút này. Đây là cái nút volume này, cái loa này. Đây là to nhất này, nhỏ này, nhỏ hơn này, và đây là nhỏ nhất này. Thì nó sẽ có 4 cái mức âm lượng khác nhau. Đó. Rồi cái chế độ thứ nhất nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ thứ hai. Đấy, chế độ thứ hai các bạn chuyển giữa các cái chế độ bằng cái núm M này nhá. Đấy, chế độ thứ hai là cái chế độ âm nhạc này. Các bạn thấy này. Đấy, cứ có chuyển động thì là nó sẽ phát nhạc, và với cái chế độ âm nhạc này nó sẽ có khoảng 36 giai điệu nhá. Và các bạn có thể chọn giai điệu bằng cái núm âm nhạc này. Đấy. Rất nhiều là các loại giai điệu khác nhau. Và các bạn cũng chỉnh to nhỏ bằng cái phím volume này nhá. Rồi, bây giờ mình sang chế độ thứ ba đi. Đấy, cái chế độ này là cái chế độ mà nó hú lên kinh lắm đây. Chuyển động, đây là cái chế độ báo trộm. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, nó hú qua cái loa này. Nhức tai luôn các bạn nhé. Nhức tai luôn. Đấy, hú rất to luôn. Và cái này nó phải hú một lúc rất lâu thì nó mới tắt nhé. Khoảng mấy phút ấy thì nó mới tắt. Và khi mà sử dụng các cái nút này là coi như là vô tác dụng này. Không sử dụng được. Bây giờ chúng ta chỉ có tắt nó đi thôi. Đấy, tắt đi xong bật lại. Đấy, các bạn thấy là Với cái chế độ báo trộm này thì nó hú kinh khủng luôn, nên là yên tâm. Đấy, thằng trộm nào nó nghe thế là nó cũng chạy vãi cứt luôn. Rồi, mình bật nó lên lại này. Đấy, bây giờ sang chế độ thứ tư đi. Đấy, chế độ thứ tư là cái chế độ báo đèn nháy khi có chuyển động này. Đấy, khi có chuyển động thì nó chỉ báo đèn nhiều màu sắc như này thôi. Đó, nếu như mà chúng ta cần yên tĩnh mà không làm ảnh hưởng đến ai thì chúng ta có thể là chuyển sang cái chế độ này. Có nghĩa là khi mà có khách hay có trộm vào thì chúng ta cũng biết là có người vào, thì nó chỉ cần báo đèn là chúng ta đã biết được rồi. Đấy là chế độ thứ tư. Còn chế độ thứ năm, đây, chế độ thứ năm là cái chế độ đèn sáng trắng như này. Thì khi mà có chuyển động thì nó sẽ báo là cái đèn sáng như này. Thì với cái chế độ này thì nó rất tiện dụng trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái chuông này làm như một cái đèn chiếu sáng. Đấy, và chúng ta sẽ đặt cái mắt này ở một cái vị trí nào đó mà chúng ta khi mà chúng ta đi vào ấy, thì cái chuông nó sẽ chiếu sáng cho chúng ta. Mặc dù nó không được sáng mạnh lắm nhưng mà trong buổi tối thì cũng rất chi là ok nhé. Ví dụ chúng ta đặt trong phòng tắm hoặc là ra vườn chẳng hạn. Đấy, và cái mắt này khi mà chúng ta đi ra vườn một cái thì lập tức nó sẽ chiếu sáng cho chúng ta, rất chi là tiện dụng. Và lúc này chúng ta dùng chuông như một cái đèn chiếu sáng. Đấy, và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái độ sáng bằng cái nút volume này. Đấy, đây, sáng nhất này, sáng yếu này, yếu nữa này, và yếu nhất này. Đấy, sáng nhất này, đó. Như vậy tổng cộng nó sẽ có 5 cái chế độ khác nhau các bạn nhé, rất chi là tiện dụng luôn. Rồi, nếu như mà các bạn mà muốn xóa cái chuông này, không muốn kết nối với các cái thiết bị mắt đọc nữa thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ tắt cái nguồn chuông này đi. Đó, tắt nó đi. Các bạn lưu ý là phải đúng tắt nha. Sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút volume này trong hơn 5 giây. Nhấn giữ. Nhấn giữ tiếp nha, không được nhả ra tới khi nào có 3 tiếng bíp phát ra thì mới thôi nhá. Rồi, 3 tiếng bíp phát ra, nhả ra. Như vậy là bây giờ chuông nó không còn kết nối với cái mắt điều khiển này nữa, hoặc bất kỳ cái mắt điều khiển nào mà đã kết nối với chuông thì bây giờ nó sẽ không được kết nối nữa. Bây giờ mình bật chuông lên này. Đấy, bây giờ chuyển sang một số. Đấy, bây giờ bật sang cái chế độ chào khách này, có chuyển động này. Đấy các bạn thấy, chuyển động này nhưng chuông nó không kêu nữa nha. Đấy, chuông không kêu nữa bởi vì nó đã ngắt kết nối, nó không còn nhớ lệnh của các cái mắt đọc này nữa rồi. Còn nếu như chúng ta muốn mà kết nối chuông lại thì chúng ta lại phải học lệnh lại như cái đoạn đầu video mà mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Các bạn thấy không? Một cái chuông hết sức nhỏ gọn như này. Và mình mua một cái bộ như thế này, gồm có một cái chuông, một cái mắt đọc, nó khoảng gần 300k ở trên mạng. Nhưng phải nói là nó cực kỳ tiện dụng luôn các bạn nhé. Rất chi là tiện dụng và các bạn có thể là sử dụng nhiều các cái chế độ khác nhau. Đồng thời các bạn cũng có thể là kết nối nhiều cái mắt đọc khác nhau. Nếu như mà các bạn về sau các bạn muốn nâng cấp thêm một cái mắt đọc nữa thì các bạn cứ mua thêm mỗi cái mắt này thôi nhé. Không cần mua thêm bộ nữa. Các bạn mua thêm một cái mắt này hoặc là 2 cái mắt này nữa. Các bạn có thể đặt ở nhiều cái vị trí khác nhau trong nhà của chúng ta. Đấy. Và chúng ta chỉ cần một cái chuông này là chúng ta đã biết được rằng trộm nó vào chỗ nào, là nó báo hết về cái chuông này cho chúng ta, rất chi là tiện dụng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.